44 năm trước, quân xâm lược Trung Quốc đã nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Từ tháng 2 cho tới hết tháng 3 năm 1979, chiến sự biên giới diễn ra hết sức khốc liệt. Trung Quốc dùng pháo tấn công bất ngờ vào nhiều địa điểm trọng yếu của ta ở vùng biên. Lực lượng mỏng lại bị địch tấn công bất ngờ nên trong nhiều trận chiến, cả đơn vị quân ta đã hy sinh. Câu chuyện về cô nhân viên cửa hàng thương nghiệp Hoàng Thị Hồng Chiêm quyết tâm ở lại cùng người yêu đánh giặc, hay trận quyết chiến của hơn 40 chiến sĩ trên đỉnh Pò Hèn đã đi vào lịch sử, minh chứng cho tinh thần yêu nước, lòng quả cảm của những người lính bộ đội Cụ Hồ luôn sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ từng tấc đất ở biên cương. Từ đống đổ nát của chiến tranh, Pò Hèn ngày hôm nay đã thay ra đổi thịt, trở thành xã vùng biên hòa bình hữu nghị. Những người lính biên cương lại nhận nhiệm vụ mới khi vừa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước, vừa giúp người dân địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Gần nửa thế kỷ qua đi, nhưng những bài học về tinh thần cảnh giác, gìn giữ biên cương vẫn luôn thường trực trong mỗi cán bộ chiến sĩ Pò Hèn ngày hôm nay. Mình và Trung Quốc cách nhau một con sông biên giới, gọi là sông Ca Long. Và đây cũng là nơi đơn vị đóng quân vào năm 1979. Nhưng mà do thời điểm đó đồn công an nhân dân vũ trang 209 là tên gọi cũ của đồn biên phòng Pò Hèn bây giờ, thì quản lý đoạn biên giới rất là dài, là từ khu vực Bắc Bông Sinh kéo xuống khu vực Phình Hồ dưới xã Bắc Sơn bây giờ, nên là quân số rất là phân tán. Tại đây thì vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 thì vào 5 giờ 30 phút sáng, chiến sĩ Nông Thế Điều quê quán ở huyện Bình Liêu thì là người gác ca gác cuối cùng của đơn vị, phát hiện địch áp sát biên giới, đã nổ 3 tiếng súng báo hiệu cho toàn đơn vị vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Dù nhiều lần được nghe cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pò Hèn chia sẻ về cuộc chiến đấu của quân và dân ta hơn 40 năm trước, nhưng các cô giáo của trường mầm non xã Hải Sơn vẫn xúc động như lần đầu. Những hoạt động được tổ chức bài bản, sáng tạo, cùng với sự phục vụ nhiệt tình, nề nếp của cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn đối với khu di tích lịch sử đã khơi dậy tình cảm chân quý và biết ơn của người dân đối với lịch sử đấu tranh của dân tộc. Hiện tại tôi rất là xúc động. Như vừa nãy đồng chí Thực có giới thiệu thì tôi đã dám chuẩn bị rơi nước mắt. Tại vì nghe đến đâu là mình xúc động và cảm động đến đấy. Với cương vị của một nhà giáo thì tôi cũng mong muốn được nhắc nhở và cũng là truyền lại những cái kiến thức cho đội ngũ về cái ý nghĩa của ngày tưởng niệm ngày hôm nay. Đồng thời, mặc dù các cháu là trẻ mầm non nhưng cũng là cái lứa tuổi mầm non còn rất nhỏ, nhưng từ những việc nhỏ đưa các cháu lên thăm đài tưởng niệm vào những ngày lịch sử của tại nơi đây cũng để cho các cháu in dấu ấn và có những cái ý thức và có một cái nhận thức đơn giản thôi, nhưng để các cháu lớn lên với một cái tình yêu quê hương đất nước, và cũng sẽ là một trong những tương lai mầm non để góp phần xây dựng và bảo vệ cái bờ cõi biên giới được bình yên. Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn tại thôn Pò Hèn xã Hải Sơn do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh quản lý, không chỉ là nơi an nghỉ của những cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Khu tưởng niệm giờ đây đã trở thành địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc. Hàng năm, tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn có trên 300 đoàn khách, đoàn học sinh đến tham quan, dâng hương và tưởng nhớ. Hàng tháng hoặc hàng quý thì chúng tôi phối hợp với các cái nhà trường, rồi là các cái tổ chức, đoàn thể ở trên địa bàn để giáo dục truyền thống cho các cháu học sinh cũng như là các cái thế hệ thanh niên, để các cháu hiểu thêm về cái giá trị lịch sử cũng như là cái chiến công của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ cái vững chắc cái biên cương của Tổ quốc. Và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền về cái khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn đến toàn thể nhân dân ở trên mọi miền của Tổ quốc, và tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Bên phải, quay!
Minh Nhất Lê Anh Tuấn và Tô Quang Vinh là hai chiến sĩ mới nhận nhiệm vụ tại đồn. Và những đêm tuần tra như thế này cũng đã quen thuộc với hai người chiến sĩ mới. Trải qua cung đường tuần tra thanh bình càng khiến họ biết trân trọng hơn giá trị của độc lập, của tự do và hòa bình. Tôi về nhận thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị đến nay là được 7 tháng. Được công tác tại đồn biên phòng Vò Hèn là một niềm vinh dự của chiến sĩ trẻ như tôi. Dù là một người lính nghĩa vụ, tôi được ý thức được một vai trò trách nhiệm của mình với đơn vị, với đồn, và tôi cố gắng từng ngày để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Công việc tuần tra biên giới là nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi tại đồn biên phòng Vò Hèn. Trên những con đường tuần tra ấy cũng có đôi lúc khó khăn, nỗi nhớ gia đình, nhưng với tinh thần là một người lính bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là chiến sĩ đồn biên phòng Pò Hèn, lại tiếp thêm cho tôi sức mạnh, vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Đặng Văn Long, một cán bộ của đồn biên phòng Pò Hèn được tăng cường về xã Hải Sơn, đảm nhiệm vị trí phó bí thư đảng ủy xã. Không chỉ nhận nhiệm vụ xây dựng đảng bộ xã vùng biên, thiếu tá Long còn tích cực trong công tác xây dựng nếp sống văn hóa, phát triển kinh tế ở địa phương. Các như vừa rồi thì tôi được cử đi để tham quan và học mô hình ở trong Đắk Lắc và Đắk Nông và một số xã ở trên đấy để về để áp dụng ở xã mình. Nhưng cơ bản là cái nào mà nó phù hợp nhất với địa phương mình thì mình tham mưu cùng với chính quyền địa phương để phát triển kinh tế của xã mình ngày một phát triển hơn. Hiện tại là xã đang xây dựng cái mô hình phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó hiện tại mình đứng đây là một cái nhà sàn của hộ gia đình mình đang đứng ở vườn ấy. Một trong những cái hộ tới này là sẽ xây dựng cái khu điểm du lịch thác ở trong này. Thứ hai là chủ yếu trên Hải Sơn là du lịch tâm linh, là chính liên quan đến cái đài tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn. Khí hậu trên này rất khó trồng cây nông nghiệp. Trên bản thân cũng tìm tòi rất là nhiều loại cây nông nghiệp để phù hợp với đất khí hậu trên này. Tuy nhiên để mà phát triển được thì vẫn cần phải sự quan tâm của đồn biên phòng ấy, với cán bộ xã và chính quyền địa phương. Cho đến nay, xã Hải Sơn chỉ còn 4 hộ theo tiêu chuẩn nghèo của nông thôn mới. Từ mảnh đất biên cương gian khổ, xã Hải Sơn hôm nay đã chuyển mình là vùng nông thôn mới, bình yên nơi biên cương. Bà con các dân tộc không chỉ đi rừng, làm nương, mà đang dần mở ra các mô hình du lịch văn hóa sinh thái. Những người lính biên phòng lại thường trực một nhiệm vụ mới, khi cùng đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, đời sống của người dân ở địa phương. Trước đây là nhân dân trên địa bàn là chủ yếu là đốt nương làm rẫy, thì hiện nay là đã chuyển đổi sang là trồng cây nông nghiệp lâu năm, trồng cây trồng rau, trồng màu để từng bước là nâng cao được cái đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên thì vẫn xác định là địa bàn xã Hải Sơn là một địa bàn khó khăn, xa trung tâm thành phố Móng Cái, và nhân dân trên địa bàn này có 86 trên 86% là người dân tộc. Vì vậy là để chuyển đổi về phương thức sản xuất cũng như là nhận thức của nhân dân thì nó lại cả một quá trình cần sự quan tâm của các cấp cũng như là sự chung tay của quân đội trong xây dựng cuộc sống mới, giành được cái độc lập tự do đạo khó. Cái việc giữ gìn và bảo vệ lại càng khó hơn. Chính vì vậy thì mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng chúng tôi phải luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Và để làm được cái việc đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì phải tăng cường các cái biện pháp tuần tra kiểm soát, nắm chắc cái tình hình nội ngoại biên và đấu tranh có hiệu quả với các cái loại tội phạm, rồi là tham gia cùng với cả địa phương triển khai các cái chương trình, các cái mô hình phát triển kinh tế xã hội giúp dân xóa đói giảm nghèo, đấy, góp phần xây dựng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Những ngày tháng 3 để tri ân những người đã nằm xuống vì hòa bình, độc lập, tự do, cũng như để động viên những người chiến sĩ hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm làm việc tại đồn biên phòng Pò Hèn. Nói chuyện thân mật với cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, Bộ trưởng vui mừng ghi nhận những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong những năm qua. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc quản lý, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, trọng tâm xuyên suốt của bộ đội biên phòng, trong đó có cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn.
Bộ trưởng cũng mong muốn đơn vị sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khát vọng độc lập, hòa bình của những người lính Pò Hèn từ 44 năm trước vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, suy nghĩ của những người lính biên phòng Pò Hèn ngày hôm nay.